Việt Nam là một món rất là ngon, đó chính là bánh mì bơ mật ong. Nguyên liệu gồm có bơ mật ong và bánh mì. Bây giờ mình sẽ cắt bánh mì ra làm đôi. Trời ơi, quá thơm luôn. Bước tiếp theo, mình sẽ chiếc mặt ong lên. Mặt ong nó thơm quá. Thơm. Mình đã làm xong rồi. Mình nghĩ ra một ý định rất là hay. Hay là mình thử bỏ phô mai lên xem thử có ngon không nha các bạn. Mình bỏ ra. Sẽ xé ra và cho lên bánh mì. Đây mình sẽ bỏ phô mai này lên. Còn một nửa thì mình sẽ bỏ phô mai này lên. Bạn ơi, mình đã bỏ phô mai xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi đem nướng 180 độ 6 phút. Phô mai rất là dễ làm, các ai cũng làm được hết các bạn. Các bạn thử làm thử nhé. Giờ mình sẽ đóng xuống. Mình ngửi thấy mùi nấm giận quá đi. Trời ơi. Ngon quá. Quá dễ luôn các bạn, vừa ngon nữa chứ các bạn. Các bạn có nghe tiếng rụt rụt không? Nó rất là giòn, ngon. Quá giòn luôn các bạn. Các bạn của mình sẽ thích lắm đây. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Ngon quá đi. Sao đó các bạn, nó có mùi vị của bơ mà ngọt ngọt của mật ong và mùi béo béo của phô mai. Hay là ngon quá đi. Wow, ngon các bạn. Các bạn nhớ làm thử nhé. Nó rất là ngon luôn các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Các bạn nhớ đăng ký kênh KE Bếp Nhà. Bye bye.